Bây giờ là 23 giờ. Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. Hôm 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ vĩ bắc, 120,4 độ kinh đông trên khu vực phía bắc biển Sulu, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7 cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Như vậy, đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển phía đông nam biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,6 độ vĩ bắc, 114,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 8 cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trên chuyến tàu trở về ngôi nhà tại Moscow bác sĩ Zivago chìm đắm trong bộn bể suy nghĩ. Hơn hai năm qua, cuộc chiến tranh tàn khốc đã kéo theo biết bao biến cố, làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của dân tộc Nga, mà trong đó có số phận riêng của Zivago. Chàng mong muốn mọi thứ sẽ im ấm như xưa, nhưng chính chàng cũng hiểu rằng mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa. Tất cả đã vĩnh viễn đổi thay trong cơn lốc xoáy của thời cuộc và giữa lúc chỉ còn vài tiếng nữa là trở về với người vợ hiền Tonia, trong chị ông Zivago vẫn thấp thoáng hình ảnh Lara với sự sao xuyến lạ lùng. chàng lo lắng không rõ nàng đã trôi giạt tới mảnh đất nào và lần đầu thành thật thú nhận là chàng đã cố gắng để không yêu nàng. Cuộc gặp gỡ với Tonia sẽ diễn ra như thế nào? Sau thời gian xa cách bởi chiến tranh, bác sĩ Zivago liệu có thể bắt nhịp với cuộc sống đời thường làm tốt vai trò của người chồng người cha hay không những trang tiếp tiểu thuyết bác sĩ zhivago của nhà văn boris pasternak sẽ hé lộ về điều này mời các bạn cùng theo dõi cánh rừng đã lùi lại phía sau con tàu bứt khỏi các tán lá rậm rạp và lao ra khoảng không gian phóng khoáng từ một lũng sâu một triền đồi thoai thoải nhô lên trải dài về phía xa thành một cái hò rộng những luống khoai tây chạy dọc màu xanh thẫm phủ kín mặt đồi trên đỉnh đồi cuối cánh đồng khoai tây có những khung kính tháo từ nhà ươm cây đang xếp dưới đất đối diện với quả đồi phía bên kia phần đuôi tàu một đám mây tím thẫm cực lớn che kín nửa bầu trời và vệt nắng xuyên qua đám mây ấy như các cây tăm của một bánh xe đang lăn và trên đường lăn khi chạm vào các khung kính kia nó làm loáng lên chói mắt đột nhiên đám mây đổ xuống những hạt mưa lớn xiên xiên lóng lánh ánh nắng một trận mưa mùa hè các hạt mưa rơi xào xào hối hả đúng theo nhịp gõ ầm ầm của các bánh xe của các tấm đệm đầu toa theo đoàn tàu đang lao nhanh tựa hồ các hạt mưa kia cố đuổi kịp con tàu hoặc sợ bị rớt lại phía sau. Dì và cô chưa kịp để ý gì thì đã thấy từ sau quả đồi nhô xa nhà thờ Chúa Cứu Thế. Rồi một phút sau là những vòng tròn, những mái nhà và ống khói của cả thành phố. Moscow. Chàng vừa thốt lên, vừa quay vào trong ngăn tàu. Sửa soạn đi là vừa. Vô gà rép sức, bật dậy, lục trong túi săn, chọn lôi ra một con vịt to nhất xin ông cầm lấy anh ta nói chút quà kỷ niệm tôi đã được ở suốt một ngày với một người bạn đường vô cùng dễ chịu zhivago từ chối thế nào cũng không được thôi được chàng buộc phải nhận tôi xin đem món quà của anh về tặng vợ tôi tặng vợ quà tặng vợ gà rép sức vui sướng nhắc đi nhắc lại hệt như anh ta mới nghe hai tiếng đó lần đầu rồi bắt đầu khoa chân múa tay cười ngả ngớn đến nỗi con hầu tước cũng phải nhảy ra góc vui. Tàu đi vào sân ga, trong toa trở nên tối om như đang đêm. Anh chàng câm điếc trao cho bác sĩ Rivaco con vịt trời được bọc bằng một mảnh bích trương chính trị nào đó. Dọc đường do phải ngồi bó gối trong ngăn tàu chật hẹp, Zhivago tưởng đâu chỉ có đoàn tàu chuyển động, còn thời gian ngừng lại, và cứ ngỡ bây giờ mới là bữa trưa. Nhưng trời đã về chiều, khi chiếc xe ngựa chở bác sĩ và hành lý của chàng vất vả len từng bước ra khỏi đám người đông như kiến tụ tập ở khu chợ Smolensk. Sau này, khi nhớ lại ngày hôm đó, Zivago có cảm tưởng chàng không rõ đó là ấn tượng đầu tiên hay nó đã lẫn lộn với kinh nghiệm của những năm sau. Rằng hình như người ta tụ tập để họp cái chợ dạo ấy chỉ vì thói quen chứ chẳng có chút lý do gì hết. Bởi vì các sạn hàng đều rỗng tuếch, các mái che đều bị hạ xuống. Người ta cũng chẳng buồn quá lại. Và trên khu chợ bẩn thỉu ngập ngụa rác rưởi từ lâu không được quét dọn kia thì có gì để mà mua bán đâu. Và chàng có cảm tưởng rằng cũng từ thời buổi đó chàng đã thấy những ông bà già ăn mặc lịch sự gầy còm đứng nếp mình trên vỉa hè như thầm trách kẻ qua người lại. Lặng lặng chìa ra bán những thứ chẳng ai buồn mua và cũng chẳng ai cần đến như hoa già, dụng cụ nấu nước để pha cà phê đốt bằng cồn hình tròn có nắp thủy tinh và còi hơi bộ áo xã hội may bằng sa đen trang phục của nhân viên xem xét bộ đã bị giải thể phần đông những người khác thì bán các đồ hữu dụng hơn những màu bánh mì đen vừa một suất ăn bị khô cứng rất nhanh những màu đường đã chảy nước trông bẩn bẩn những bịch thuốc sợi ma khóc ca và được cắt giấy bọc ở chính giữa bịch và khắp chợ diễn ra cảnh mua đi bán lại những món đồ tầm tầm mà cứ mỗi lần sang tay lại lên giá. Chiếc xe ngựa quẹo vào một trong những phố nhỏ nằm bên khu chợ. Mặt trời đang lặn, dọi nắng vào lưng họ. Trước mặt họ, một con ngựa đang kéo một chiếc xe không. Chiếc xe cứ nảy lên đẩy xuống ầm ầm, làm bốc lên từng cột bụi đỏ rực như đồng trong ánh chiều tà. Cuối cùng, họ cũng vượt được chiếc xe chạy càn trước mặt. Họ bắt đầu phóng nhanh hơn, bác sĩ kinh ngạc thấy từng đống báo cũ và áp phích bị xé từ trên tường nhà và hàng rào nằm ngổn ngang trên vỉa hè và mặt đường gió thổi chúng giạt về phía này vó ngựa bánh xe và bước chân người lại đẩy chúng sang nẻo khác chẳng mấy chốc sau vài ngã tư ở góc phố đã hiện sang ngôi nhà thân yêu chiếc xe ngựa đỗ lại bác sĩ Zivago cảm thấy nghẹn ngào tim đập rộn lên khi chàng xuống xe bước tới cửa chính và giật chuông. Không thấy ai ra mở cửa. Chàng giật chuông lần nữa, vẫn chẳng có tác dụng gì. Với cảm giác lo lắng tăng dần, chàng bèn giật chuông liên hồi với khoảng cách nho nhỏ. Mãi đến hồi thứ tư, chàng mới nghe thấy bên trong có tiếng bật móc cửa, tiếng gỡ dây xích. Rồi khi cánh cửa mở ra một nửa, chàng thấy Tonia đang đứng choán hết cả khoảng trống, một tay còn đang giữ cánh cửa. Vì quá kinh ngạc, dây lát đầu tiên cả hai đứng sững thậm chí không nghe thấy mình đã kêu. Xong cái cửa mở một nửa trong tay Tonia đã giống vòng tay sang rộng như mời gọi, khiến họ hết cả sững sờ mà ôm chầm lấy nhau như những người điên. Phút sau, hai vợ chồng cùng nói một lượt, người nọ ngắt lời người kia. Trước hết, cả nhà mạnh giỏi cả chứ em. Vâng vâng, anh cứ yên tâm, bình an cả. Em đã viết cho anh lá thư ngớ ngẩn. Em xin lỗi, nhưng chuyện đó để sau này nói, Sao anh không đánh điện? Cứ để đấy, bác Mệt sẽ mang hành lý vào nhà cho anh. À, em hiểu rồi. Lúc nãy giật chuông không thấy chị Egorovna ra mở cửa, anh lo sợ chút gì. Chị Egorovna đi về quê. Em có phần gầy đi, nhưng trông thon thả và trẻ hẳn ra. Để anh trả tiền thuê xe đã. Chị Egorovna về quê lý bột, những người giúp việc khác thì cho thôi cả rồi. Bây giờ chỉ có một người mới là cô bé New lo trông nom bé xa xa thôi. Anh chưa biết cô ta đâu. Ở nhà đã báo tin cho mọi người biết là anh sắp về, ai cũng nóng lòng chờ đợi. Misa Gordon này, Nika Dudorov này, tất cả mọi người. Còn xa xa, con vẫn khỏe chứ? Ơn Chúa, con vẫn bình thường, nó vừa ngủ dậy. Giá anh không đầy bụi tàu thì chúng mình có thể vào chỗ nó ngay bà có nhà không? ơ ừ, hay, thế chưa ai viết thư cho anh biết hay sao? từ sáng đến khuya bà ở ngoài trụ sở hội đồng quận, bà làm chủ tịch. vâng, anh có tưởng tượng được không? anh đã trả tiền bác đánh xe rồi phải không? bác mắc bác mắc ơi. hai vợ chồng đứng giữa vỉa hè với một cái giỏ và một chiếc vali chắn cả lối đi. khách qua đường vòng tránh họ, tò mò nhìn họ từ đầu đến chân và cứ ngó mãi chiếc xe ngựa đang đi xa cùng cánh cửa chính mở rộng như chờ xem còn chuyện gì sắp xảy ra. Trong khi đó, Macken mặc chiếc áo di lê bên ngoài chiếc sơ mi vải sita đang cầm chiếc mũ cắt kết của người lao công từ cổng chạy ra chỗ ông bà chủ trẻ tuổi gieo to. Trời ơi, ông Yuri ư? Đúng rồi, đúng là con chim ưng yêu quý đây rồi. Ông Zhivago! ánh sáng của chúng tôi, ông vẫn chưa quên đám đầy tớ, vẫn luôn luôn cầu nguyện cho ông chứ ông đã trở về tổ cũ. Còn các ông bà cần gì? Nào, con đứng đấy à? Xin mời quý ông bà đi đi cho. Cứ đứng chố mắt ra mà ngó mãi. Chào bác Mắc Chúng ta hôn nhau đi chứ. Bác đội mũ vào đi. Cái nhà bác thộn này. Thế nào? Có gì mới không? Có gì hay không bác? Bác gái và mấy cô con gái của bác thế nào? Thế nào ấy à? Thì vẫn thế thôi. Vẫn ăn no chóng lớn. Đa tạ ông còn cái gì mới không ạ? ấy trong khi ông đi làm tráng sĩ ở vương xa, thì bọn tôi ở đây cũng chẳng khoanh tay ngồi ngáp dài đâu ạ. Chúng tôi cũng đã bày ra đủ trò, làm dối tung cả mọi thứ, đến nỗi ma quỷ cũng chẳng biết đằng nào mà lần. Thật là khốn khổ. Phố xá không ai quét, mái nhà không ai sửa, nhà cửa chẳng ai chăm. Bụng thì cứ trống như mùa chay, tha hồ mà sạch ruột, tuy chẳng phải đóng thuế nộp sưu cho ai. Bạc mặc Ken cứ liệu, tôi thì tôi sẽ kể tội bác cho nhà tôi nghe anh yêu ri yêu quý cái bác này lúc nào cũng thế em không chịu nổi cái giọng ngớ ngẩn của bác ta và chắc chắn bác ta còn cố ý làm ra như vậy để mừng anh tưởng anh thích lắm không bằng thực tình thì bác ta cũng không đến nỗi đần độn thôi thôi bác ơi đừng thanh minh thanh miếc gì nữa bác là đần độn lắm đã đến lúc bác nên khôn ngoan hơn một chút bác thừa hiểu bác đang sống không phải ở một gia đình buôn bán khi Macken mang hành lý vào nhà và đóng cửa chính lại rồi, bác ta còn nói tiếp giọng thì thầm bí mật. Bà Tonia đang giận, ông thấy đấy. Bà nhà lúc nào cũng vậy. Bà cứ luôn miệng bảo tôi, Macken, này Macken, bác đần độn lắm, đần độn hết chỗ nói. Bà ấy bảo, bây giờ không cứ gì trẻ con, mà cả đến con mốt, con Bolunka, có lẽ cũng bắt đầu hiểu ra. Cố nhiên rồi, ai dám cãi. Nhưng ông Yuri ơi, Ông tin tôi hay không thì tùy. Nhiều vị có học đã được thấy cuốn sách sấm truyền của hội tam điểm. Cái cuốn sách đã nằm 140 năm dưới một tảng đái mà. Và bây giờ tôi trộm nghĩ rằng người ta đã bán rẻ chúng ta. Ông hiểu không? Đúng là họ đã bán rẻ chúng ta không lấy một xu, không đến nửa xu hay là một xúm thuốc sợi. Đấy, ông xem, bà nhà lại chẳng cho tôi nói nốt. Ông thấy đấy, bà đang xua tay kia kia. Không xua tay mà yên được à? thôi được rồi bác hãy đặt đồ xuống sàn xong cảm ơn bác bác đi được rồi đấy bác mê nếu cần gì nhà tôi sẽ gọi bác cuối cùng thì cũng thoát được lão ta ờ anh cứ tin lão ta đi anh cứ việc mà tin một tay bà hoa hạn nhất đấy trước mặt người khác thì luôn giả bộ ngây ngô khù khờ nhưng trong bụng lại thủ sẵn lưỡi dao cái điều lão ta chưa quyết định đâm vào ai đấy thôi về quần giả nghèo giả khổ cái đó thì em tưởng tượng đấy. Anh thì cho rằng bác say rượu nên làm trò hề chứ đâu có tâm địa gì. Thế anh thử nói xem có bao giờ bác ta không sai không? Mà thôi thầy kệ bác ta. Em chỉ lo bé xa xa lại mất ngủ rồi. Giá không sợ cái bệnh cháy giận hay lây trên tàu xe. Anh không mang giận về đấy chứ. Anh nghĩ là không. Chuyến tàu anh đi đầy đủ tiện nghi như hồi trước chiến tranh nhưng để anh ghi rửa mặt mũi chân tay qua loa một chút rồi sẽ tắm gội sau. Này, em đi đâu thế? Sao không đi qua phòng khách? Bây giờ dùng cầu thang khác à? Ôi, em đoàn quá, chẳng kể cho anh biết. Ba và em đã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhường một phần dưới nhà cho học viện nông nghiệp. Nếu không, mùa đông chả lấy đâu ra củi sửa ấm cả nhà được. Và lại, cả tầng trên cũng quá rộng, ba và em đã mời họ sử dụng luôn. Nhưng hiện thời, họ chưa nhận ở tầng trệt họ bố trí các phòng làm việc các phòng mẫu cây các bộ sưu tập hạt giống miễn là họ đừng nuôi chuột gì 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 cũng là thức ăn béo bờ của lũ chuột thôi nhưng hiện tại thì họ giữ gìn các phòng sạch sẽ tươm tất lắm bây giờ người ta kêu là diện tích nhà ở đây đây đi lối kia cơ sao anh chậm hiểu thế phải vòng ra cầu thang sau kia anh hiểu chưa nào đi theo em em chỉ lối cho Ta nhường lại các phòng như vậy là rất hay. Quân y viện nơi anh làm việc cũng được bố trí ở một biệt thự của quý tộc. Những dãy phòng dài răng giặc, những chỗ sàn gỗ còn tốt nguyên. Ban đêm các cây cọ trồng trong chậu cứ xòe lá trên đầu giường như những bóng mái. Thường Bình vốn đã trải qua trận mạc, còn sợ và cứ lá hết trong giấc ngủ. Dĩ nhiên số anh em ấy không hoàn toàn bình thường, họ đều bị chấn thương, đành phải khi các chậu cọ ra chỗ khác. Anh muốn nói rằng, trong cuộc sống của những gia đình khá giả, có một cái gì đó không lành mạnh bao nhiêu là cái thừa trong nhà thì thừa đồ đạc thừa phòng ở trong tình cảm thì thừa sự tế nhị thừa nhiều cách diễn tả vòng vo nhà mình thu hẹp như vậy là rất tốt nhưng thế vẫn chưa đủ nên nhường thêm nữa trong giỏ của anh có con gì thò đầu ra thế kia à cái mỏ chim đầu con vịt ôi đẹp quá một chú vịt trời ở đâu ra thế anh Em không tin vào mắt mình nữa. Thời buổi này, nó quý như vàng đấy anh ạ. Có người tặng anh ở trên tàu. Chuyện dài lắm, để sau anh kể em nghe. Em này, ta có nên cởi ra và cho vịt xuống bếp hay không? Vâng, dĩ nhiên. Để em bảo điêu sa làm lông và mổ ra. Người ta dự đoán mùa đông này sẽ có đủ chuyện, đáng sợ, sẽ đói rét đấy. Ừ, ở đâu cũng thấy nói như vậy. Vừa rồi lúc đứng trên tàu nhìn qua cửa sổ, anh đã nghĩ một số điều. Cái gì có thể cao đẹp hơn sự bình yên trong gia đình và công việc? Những thứ còn lại không thuộc quyền lực của chúng ta. Chắc quả thực nhiều người sẽ gặp bất hạnh. Một số vị tưởng có thể đi lánh nạn ở miền Nam, ở Gapgas. Họ còn tìm cách lánh đi xa hơn nữa. Đó không phải là lối ứng xử của anh. Một người đàn ông đã trưởng thành, phải cắn răng chia sẻ vận mệnh của tổ quốc mình. Đối với anh, điều đó rất hiển nhiên. Còn ba và em thì khác. Anh chỉ mong sao ba và em tránh được tai họa để ba và em tới một nơi nào đáng tin cậy hơn, rằng Phần Lan chẳng hạn. Nhưng nếu chúng mình cứ đứng hàng nửa giờ ở mỗi bậc thang thế này, thì sẽ chẳng bao giờ lên tới lâu. Hượm đã, anh nghe tin mới này, tin đóng hổi đấy. Thế mà từ nãy em cứ quên quấy đi mất. Cậu Nikolai, Nikolai đã về. Ai kia? Cha Nikolai ấy mà. Tonia, không thể có chuyện đó. Cậu ta về bằng cách nào? thế này nhé. Từ Thụy Sĩ vòng lên Luân Đôn rồi qua Phần Lan mà về. Tonia, em không đùa đấy chứ. Nhà mình đã có ai trông thấy cậu chưa? Cậu đang ở đâu? Liệu có thể tìm gặp cậu ngay bây giờ không? Gì mà anh sốt ruột thế? Cậu đang ở chơi nhà ai đó tại ngoại ô. Cậu hứa ngày kia sẽ trở lại. Cậu thay đổi nhiều lắm. Anh sẽ thất vọng đấy. Trên đường về, cậu bị vướng ở Petersburg, bị Bolshevik hóa rồi. Bà tranh luận với cậu đến khản cả tiếng. Nhưng quả thực là tại sao chúng mình cứ mỗi bước mỗi rừng thế này? Ta đi thôi, vậy là anh cũng nghe nói sắp tới chẳng có gì tốt đẹp, toàn những khó khăn nguy hiểm, toàn những ẩn số phải không? Chính anh cũng nghĩ thế, nhưng đã sao, chúng ta sẽ phấn đấu, đâu phải nhất thiết tất cả mọi người đều chết, để xem người ta sao mình vậy. Người ta bảo sẽ không có củi, điện, nước cũng không, sẽ bãi bỏ cả tiền tệ việc tiếp tế sẽ chấm dứt kìa chúng mình lại đứng lại rồi ta đi lên chứ anh à này anh người ta khen loại bếp lò nhỏ dẹt bằng sắt đang bán ở một xưởng nằm trên đường Akbas dùng tốt lắm có thể đốt giấy báo nấu ăn người ta có cho em địa chỉ đây phải mua ngay một cái kẻo hết đúng ta sẽ mua ý kiến của em rất hay nhưng cậu Nikolai cậu Nikolai lạ thật anh không thể hiểu Em tính thế này anh ạ. À. Ta sẽ dọn một góc nào đó ở tầng trên cùng cho vợ chồng mình, cho ba, cho bé xa xa và nêu xa. Độ hai ba phòng chẳng hạn, ăn thông với nhau. Cái đó đã hẳn, ở một đầu khác. Toàn bộ phần còn lại của ngôi nhà, ta nhường hết, coi như tách biệt hẳn với ta, thuộc về đường phố. Cái bếp lò sắp mua sẽ đặt ở phòng giữa, bắt ống khói ra chỗ cửa sổ thông gió. Phòng ấy sẽ là chỗ giặt sũ, nấu nướng, ăn uống, tiếp khách. Tất cả đưa vào đấy hết, để đỡ tốn củi sưởi không chừng chúa sẽ cho ta qua được mùa đông cũng nên chứ sao tất nhiên ta sẽ qua được không nghi ngờ gì hết dự tính em vừa nói rất hay em cừ thật đấy bây giờ anh định thế này em biết không ta sẽ ăn mừng kế hoạch của em ta sẽ quay con vịt anh mang về và mời cậu nikolai tới ăn mừng nhà mới tuyệt diệu khoản rượu em sẽ nhờ misa mang đến anh ấy kiếm được ở một phòng thí nghiệm nào đấy còn bây giờ anh xem này, đây là căn phòng em vừa nói, em chọn nó đấy, được không anh? Anh hãy đặt vali xuống sàn rồi mang cái giỏ lên đi. Ngoài cậu Nikolai và anh Bisa, cũng có thể mời thêm anh Dika Dudorov và bà Suza Sredinke. Anh không phản đối chứ? Anh còn nhớ phòng rửa mặt của bà ta ở chỗ nào không? Ở đó có thuốc tẩy trùng, anh nên phun một chút vào người. Còn em vào chỗ bé xa xa, bảo Nusa xuống nhà dưới lúc nào sửa soạn cho con xong em sẽ gọi anh về moscow điều mới mẻ nhất đối với zhivako là đứa con trai bé xa xa vừa ra đời thì chàng bị động viên vào quân đội chẳng biết gì về nó một hôm trước khi rời moscow lúc đã ở trong quân đội chàng tới bệnh viện phụ sản thăm tonia chàng đến vào giờ đang cho trẻ bú nên không được phép vào chàng đành ngồi ở phòng đợi lúc ấy ở cuối hành lang đằng xa Phía bên kia phòng sinh là nơi các sản phụ nằm thành dãy dài, đồng loạt vang lên tiếng khóc của 15 trẻ sơ sinh. Để các cháu khỏi bị lạm cảnh, các nữ khán hộ ẵm vội tới trao cho các bà mẹ. Mỗi cô cặp hai cháu được bọc kín như các gói hàng. Bảy trẻ sơ sinh khóc cùng một giọng, gần như hoàn toàn vô thức. Tựa hồ bổn phận của chúng là phải khóc. Và chỉ có một tiếng khóc tách biệt khỏi dàn hợp các ấy. Đứa nhỏ cũng kêu oa, oa và cũng chẳng có vẻ gì đau khổ. Nhưng hình như không phải vì bổn phận mà nghe chừng thiếu thân thiện, bướng bỉnh và cố ý trầm xuống dên dị. Bây giờ Zivago đã quyết định đặt tên con là Sasa, tức Alexandre, để tỏ lòng kính mến nhạc vụ. Không hiểu tại sao chàng lại nghĩ rằng tiếng khóc kia chính là của con mình. Bởi vì đấy là tiếng khóc có khuôn mặt, một tiếng khóc chứa đựng tính nết, và số phận sau này của đứa trẻ, một tiếng khóc có màu sắc biểu cảm riêng, bao hàm cái tên của đứa bé, Sasha, Alexander. Chàng không lầm, sau này mới biết đúng là tiếng khóc của bé Sasha, đó là điều đầu tiên chàng biết về con. Sau này nhờ các tấm ảnh kèm trong các lá thư của gia đình gửi ra cho chàng ở ngoài mặt trận, chàng được biết thêm về nó. Trong ảnh là một cậu bé mũm mĩm, kháu khỉnh, vui tươi, đầu to, môi hồng hai chân dang ra trên tấm chăn dài bên dưới, còn hai tay thì dơ lên như một kiểu nhảy ngồi. Lúc đó, bé xa xa lên một đang tập đi. Bây giờ nó đã hơn hai tuổi và bắt đầu nói bi bô. nhấc chiếc vali ở dưới sàn, đặt lên chiếc bàn lớn, trải lì cạnh cửa sổ, mở đai ra. Phòng này hồi trước dùng làm gì nhỉ? Chàng chưa nhận ra nó, Chắc Tonia đã thay đổi đồ đạc hoặc dán lại giấy bồi tường có họa tiết trang trí khác. Bác sĩ mở vali để lấy bộ đồ cạo dâu. Vầng trăng tròn và sáng nhô lên giữa các dãy cột nhỏ của tháp chuông nhà thờ đứng phía đối diện với cửa sổ. Khi ánh trăng chiếu vào các thứ để trong vali như mấy bộ quần áo để lộn xộn lẫn với sách vở, xà bông, khăn mặt, bàn cạo dâu thì căn phòng sáng lên theo một kiểu khăng khác nên bác sĩ đã nhận ra nó đây là phòng chứa đồ của bà anna ivanovna hồi sinh thời bà nhét vào đây các thứ bàn ghế gãy và dụng cụ văn phòng vô dụng một thứ kho để lưu trữ gia đình của bà đồng thời là nơi để cái dương đựng quần áo rét về mùa đông hồi ấy các phòng thường chất đầy đồ đạc cao đến trần nhà và thường thường không mấy ai được vào đây nhưng vào dịp lễ lớn những ngày trẻ con tới đông khi chúng được phép đùa nghịch thoải mái ở khắp tầng lầu này. Thì phòng đó cũng được mở khóa và lũ trẻ vào đây chơi trò ăn cướp, trốn dưới các cầm bàn, đốt nút chai để lấy than vẽ dâu và đeo mặt nạ trái hình. Bác sĩ đứng một hồi lâu, nhớ lại tất cả những chuyện đó, rồi xuống dưới nhà mang cái giỏ sách còn lại ở dưới ấy lên. Ở nhà dưới, Niu Sa, một thiếu nữ bẽn lẽn nhút nhát, đang ngồi xổm trước bếp vặt lông vịt trên một tờ báo trải bên dưới. Thấy bác sĩ xách cái giỏ nặng, cô nhanh nhẹn đứng dậy, mặt đỏ bừng như gấc, tay phủi vội các sợi lông vịt dính vào tạp dề. Và sau khi lễ phép chào ông chủ, cô xin được xách giỏ giúp bác sĩ. Nhưng bác sĩ cảm ơn, nói là mình tự xách được mà. Vừa bước vào cái phòng chứa đồ cũ của bà Anna Ivanovna, chàng đã nghe thấy tiếng vợ gọi ở phòng thứ hai hay thứ ba bên cạnh. Anh Yuri ơi, vào được rồi chàng sang chỗ bé xa xa phòng trẻ con bây giờ được bố trí ở phòng học ngày trước của chàng và tonia đứa bé nằm trong chiếc giường đôi hóa ra hoàn toàn không giống cậu bé xinh xắn bụ bẫm trong các tấm ảnh nhưng được cái nó giống bà maria nikolaevna quá cố thân mẫu của yuri zhivago như đúc như một bản sao kỳ lạ nó giống bà nội còn hơn cả mọi bức ảnh mà người ta còn giữ của bà bà đấy ba của con đấy con giơ tay chào ba đi. Bé ngoan nào. Tonia vừa dục con, vừa hạ thế mùng quay quanh chiếc giường nôi để Jivago có thể dễ dàng hôn con và bồng nó lên. Xa xa để cho người đàn ông lạ mặt, dâu ria tua tủa lại gần. Nhưng có lẽ nó sợ và ghét ông ta. Nên khi ông ta cúi sát nó, nó nhỏm ngay dậy, một tay túm áo mẹ, tay kia vung lên giận dữ tát bút vào mặt cha nó. Hoảng hốt vì sự táng bạo của mình, nó gục đầu vào ngực mẹ giấu mặt vào áo mẹ mà khóc òa lên nước nở, khóc cay đắng và dai dẳng như mọi đứa trẻ con. Hư quá, hư quá. Tonia mắng con. Không được thế, xa xa. Bà sẽ nghĩ xa xa là đứa bé hư hỗn. Xa xa là đứa bé xấu nết. Thôi, con hôn ba đi. Cho mẹ xem có giỏi không nào. Hôn ba đi, đừng khóc nữa. Nín đi con, sao lại ngốc thế? Thôi, em cứ để mặc con, Tonia bác sĩ bảo vợ đừng bắt tội nó và cũng đừng bực mình làm gì anh biết em đang nghĩ vớ vẩn thế nào em lại cho là điềm gở phải không thôi đừng lẩn thận điều này rất tự nhiên thôi thằng bé đã thấy anh bao giờ đâu mai nó sẽ quen với anh thôi muốn bứt ra cũng chẳng được cho mà xem nhưng chính bác sĩ lại bỏ ra ngoài như bị dội gáo nước lạnh với cảm giác đây là một điềm gở mấy ngày sau Zivago mới tự phát hiện ra sự cô đơn của chàng tới mức nào. Chàng không oán trách ai về điều ấy. Rõ ràng, tự chàng đã muốn như thế và đã đạt được. Bạn hữu của chàng trở nên mờ nhạt và buồn tẻ một cách lạ lùng. Chẳng còn một ai giữ được thế giới riêng, quan điểm riêng của mình. Trước đây, họ từng dạng dỡ hơn nhiều trong các hồi ức của chàng. Hiển nhiên là bấy giờ, chàng đã đánh giá họ quá cao chừng nào trật tự sự vật còn cho phép những kẻ dư dật sống an nhàn và bày đủ trò kỳ dị ngông cuồng trên lưng những người nghèo khổ thì chừng đó vẫn có thể dễ dàng lầm tưởng là độc đáo cái sự ngông cuồng và cái quyền sống an nhàn mà một thiểu số được tận hưởng trong khi đa số phải cắn răng chịu đựng kia nhưng khi những người bần cùng vừa vùng dậy và các đặc quyền của bọn ăn trên ngồi rồi bị bãi bỏ lập tức tất cả bọn họ liền trở nên mờ nhạt mới nhanh chóng làm sao họ không chút hối tiếc từ bỏ tư tưởng độc lập mà té ra là chẳng ai trong số họ từng có cả bây giờ những người duy nhất gần gũi với bác sĩ zhivago là những người giản dị không hợm hĩnh khoa trương không nói năng hoa mỹ là vợ và nhạc phụ vài ba bạn đồng nghiệp mấy nhân viên khiêm tốn và tận tụy chẳng có chức tước gì bữa tiệc mà tiết mục hấp dẫn nhất là con vịt trời và rượu nặng đã được tổ chức đúng như dự kiến hai ba ngày sau khi chàng trở về nhưng trước đó chàng đã kịp đi thăm tất cả những người được mời thành thử bữa ăn đó không phải là cơ hội đầu tiên để họp mặt con vịt béo mọng là món xa xỉ phẩm ít ai dám nghĩ tới trong thời buổi đã bắt đầu đói kém ấy nhưng không đủ bánh mì ăn với thịt vịt thành thử món ăn cao cấp ấy trở nên vô vị thậm chí còn làm cho người ta bực mình món rượu do Misa góc mang tới, đựng trong một cái lọ thuốc cũ đã nút. Rượu mạnh lúc này đang là món hàng trao đổi ưa thích của dân buôn lậu. Tonia cứ giữ khư khư lọ rượu và khi cần lắm mới rè rèn, rót ra một chút, pha với ít hay nhiều nước là tùy hứng. Ai đấy nhận ra rằng uống đều đều thứ rượu mạnh, biết rõ nồng độ, còn dễ chịu hơn hẳn phải uống cái nước pha chế luôn luôn thay đổi nồng độ này. Điều đó cũng làm cho người ta bực mình. Song buồn nhất là ai cũng cảm thấy bữa tiệc nho nhỏ này chẳng hợp chút nào với điều kiện sinh sống lúc đó. Không thể tự nhủ rằng ở các ngôi nhà đối diện bên kia đường phố, vào giờ này người ta cũng đang được ăn uống như thế này. Bên ngoài cửa sổ là thành phố Moscow im lìm, tối tăm và đói khát. Các cửa hàng đều trống trơn, còn về những món như vịt quay và rượu vodka thì chẳng ai dám nghĩ tới. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện dài kỳ được đăng lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.